Em tên là Ngô Thị Kim Thoa, học viên khóa 10, diễn trận tư bản của thầy Vũ Văn Hội. Trước khi đến với diễn trận đấy là em cũng ăn khỏe lắm mà ngủ khỏe mà sao nó không lên cân, nó cứ đi đâu hết đấy, đấy cứ không lên cân được, mong muốn lắm. Ai mà nói đến cái gì lên cân là mình xông vào ngay, thích lắm, nhưng mà nó vẫn không lên cân được. Đấy. Thế từ khi học khóa cơ bản của diện trần ấy là em mới thực hiện được có 12 động tác massage vào buổi sáng lúc ngủ dậy. Đấy, và mỗi một ngày em gạch 6 vùng bạch huyết một lần, ngày nào cũng gạch đều, mới làm được hai cái đó thôi mà 3 tháng sau em lên được 2 cân 3. Đấy, em lên được 2 cân 3. Chả phải uống thuốc gì mà chẳng phải dùng cái thực phẩm chức năng gì. Đấy, em lên được 2 cân 3 mà thấy người khỏe mạnh khoan khoái, dễ chịu. Còn trước mà hay say xe lắm, cực kỳ hay say xe, nhưng mà bây giờ không thích say xe, đi ô tô thoải mái, không say xe. Đấy, cứ cách 6 vùng mạch huyết mỗi ngày, thấy nó khỏe mạnh và mắc 12 động tác massage. Đấy, mới làm được thế thôi. Đấy, đến nay mai em mà bỏ yoga để em chuyển sang tập trục đôi thần kỳ và thở âm dương khí công thì chắc là em còn khỏe hơn nữa. Ông sau một thời gian gặp chị ấy, thấy da mặt đẹp hơn này, nó bóng hơn, đẹp hơn, mịn hơn đấy. Thấy con khoái khỏe mạnh mà. Nhưng mà cái sướng nhất là lên được 2 cân 3, mừng lắm. Nhìn da chị đẹp hơn chứ, rất nhiều, tươi hơn, khỏe hơn. Em cảm ơn thầy Tổ Bùi Quốc Châu, cảm ơn thầy Vũ Văn Hội là người coi truyền bá cái môn diện trận đầu tiên cho học viên Ngô Thị Kim Thoa đây.